Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh bóng đá hot, nơi cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và thú vị nhất đến với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chính đáng chú ý có trong ngày. Vâng thưa quý vị, trước thèm trận giao hữu quốc tế giữa Việt Nam và Hồng Kông diễn ra tối 15 tháng 6, bình luận viên Quang Huy đã đưa ra những nhận định cá nhân. Sức mạnh của thầy trò huấn luyện viên Philip chua được đánh giá cao hơn đội tuyển Hồng Kông theo đánh giá của bình luận viên quang huy đội hồng kông là thử thách vừa tầm để đội tuyển việt nam hướng tới chiến thắng để làm món quà ra mắt cho huấn luyện viên philip chuze đội tuyển việt nam cần nhập cuộc với tâm lý thận trọng thi đấu thăm dò đối thủ trước khi triển khai lối chơi theo bài bản đã luyện tập trước đó bình luận viên quang huy đưa ra nhận định các chuyên gia và truyền thông của hồng kông đã cho biết chất lượng đội hình hiện tại của họ không hề kém cạnh việt nam tuyên bố này hoàn toàn có cơ sở khi ngoài dàn tuyển thủ quốc gia giàu kinh nghiệm, họ còn có một số cầu thủ nhập tịch chất lượng. Tôi cho rằng chạm trán với Hồng Kông, hàng phòng ngự của chúng ta sẽ bị thử thách, đòi hỏi sự tập trung nhiều hơn. Hồng Kông không phải là một đội bóng giỏi phòng ngự, nên nhiều khả năng họ sẽ chơi đôi công với chúng ta. Tôi nghĩ huấn luyện viên chưa dơ sẽ không tấn công phủ đầu, dồn dập mà cho học trò nhập cuộc thận trọng. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu chúng ta chủ động nhường thế trận cho đối thủ, tương kế tự kế để phản công. Hồng Kông sẽ dồn lên và chúng đòn hồi mã thương. Bình luận viên Quang Huy không hề tỏ ra lo lắng với việc thiếu vắng Tiến Linh ở trận đấu tới. Huấn luyện viên Chua Dơ là một người lão luyện, chúng ta đang có nhiều tài năng, nhiều mảnh ghép thích hợp để thay thế cho Tiến Linh. Cá nhân tôi nhận định việc tiền đạo Nguyễn Văn Tùng được đôn lên tuyển Việt Nam vào thời điểm này là rất hợp lý và đúng lúc. Tài năng trẻ Văn Tùng nếu thay Tiến Linh sẽ mang đến những nét mới bổ sung cho chất thép của đội tuyển khi mà hàng thủ hiện đã đủ người. Ba gương mặt nổi bật của U22 Việt Nam gồm có hậu vệ Phan Tuấn Tài, tiền vệ Khuất Văn Khang và Hoàng Văn Toản cũng được nhà cầm quân người Pháp đưa lên tuyển Việt Nam. Có lẽ các cầu thủ này đáp ứng được yêu cầu về chiến thuật và lối chơi của huấn luyện viên Chuzer. Bình luận viên Quang Huy nói thêm, đội hình của đội Hồng Kông hiện được định giá khoảng 6 triệu euro, trong khi đó đội tuyển Việt Nam được định giá đội hình khoảng 6,43 triệu euro. Độ tuổi trung bình của đội Hồng Kông đang là 27,7. Về phần đội tuyển Việt Nam, con số này đang là 26,5. Việc đối đầu với một tập thể cá tính như đội Hồng Kông là cơ hội để đội tuyển Việt Nam thể hiện sức mạnh, đặc biệt là ở khía cạnh tấn công, để mang đến bữa tiệc bóng đá vào ngày hôm nay 15 tháng 6 trên sân Lạch Trai ở Hải Phòng. Cũng chia sẻ với truyền thông, bình luận viên Quang Huy đã chỉ ra sơ đồ hợp lý của huấn luyện viên Philip Chưa Dư đấu Hồng Kông là 4-3-3, trong đó Hoàng Đức Tuấn Anh là cặp tiền vệ trung tâm. Sự ăn ý của bộ đôi này sẽ giúp tuyển Việt Nam triển khai bóng dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, sự gắn kết tinh thần tập thể cũng là yếu tố quan trọng tạo nên sự thành công của đội tuyển Việt Nam trước Hồng Kông. Bình luận viên Quang Huy cho rằng, không dễ để dự đoán những gì ông Philip Chuzer có thể chinh phục cùng đội tuyển Việt Nam. Nhưng điều quan trọng nhất là huấn luyện viên này cần nâng tầm được khả năng tấn công của chúng ta lên. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam sở trường phòng ngự phản công, nhưng khả năng chơi áp đặt, chơi tấn công chưa thực sự tốt. Bình luận viên Quang Huy nói thêm, rất khó nói trước những gì sẽ diễn ra, tôi chỉ mong ông ấy sẽ nâng tầm bóng đá Việt Nam lên. Theo tôi biết thì ông ấy là người thiên về bóng đá tấn công. Nếu đội tuyển Việt Nam giờ chuyển sang giỏi về tấn công thì hay đấy. Với ông Park chúng ta đã có rất nhiều về thành tích rồi. Sau ông Park thì tôi muốn một huấn luyện viên trường phái tấn công nâng tầm khả năng của chúng ta lên. Theo bình luận viên Quang Huy, việc điền tên Nguyễn Công Phượng từ lâu không được thi đấu, Nguyễn Quang Hải hay Bùi Tiến Dũng đang đánh rơi phong độ, thậm chí cả Nguyễn Văn Toàn chưa có buổi tập nào cùng ban huấn luyện mới trước thời điểm công bố danh sách, đã cho thấy huấn luyện viên Philip chưa giờ rất cần những trụ cột dưới thời người tiền nhiệm Park Hang-seo để xây dựng và nâng cấp một đội tuyển Việt Nam có chiều sâu hơn. Bình luận viên Quang Huy nhận định, sau thời gian nỗ lực tập luyện và trước đó thể hiện được năng lực bản thân thông qua các trận đấu ở v Ông Trơ Dơ đã trao cơ hội cho 9 tân binh là Trần Minh Toàn, Nguyễn Đình Triệu, Trương Tiến Anh, Bùi Văn Đức, Lâm Ti Phong, Hoàng Văn Toản, Bùi Tiến Dụng, Nguyễn Văn Tùng và Đinh Thanh Bình đến gần hơn với các trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Không dám chắc tất cả cùng được ra sân, nhưng sẽ có vài gương mặt được thử nghiệm ở trận giao hữu với Hồng Kông Trung Quốc sắp tới. Quan trọng hơn nhóm tân binh này đang nhận được kỳ vọng sẽ thổi làn gió mới nâng cấp đội tuyển trong thời gian gần. Gần 1 phần 3 danh sách là người mới, không khó để đọc vị huấn luyện viên Chuzer đang dần cách tân cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng nhà cầm quân người Pháp cũng cần thời gian để kiểm chứng thử nghiệm của mình. Và công bằng mà nói, phù thủy trắng cũng phải dựa rất nhiều vào nhóm trụ cột, bởi nền tảng của mọi sự thay đổi được khởi nguồn từ con người cũ. Ở đó, những công thần dưới triều đại Bắc Hang Sơ đã quá hiểu cơ chế sinh hoạt và vận hành của đội tuyển Việt Nam, được trải nghiệm nhiều trận cầu đỉnh cao châu lục. Đó là lý do vì sao mà không ít gương mặt đang có phong độ không tốt nhưng vẫn được ông Chua Dơ trao cơ hội. Bởi phu thủy trắng hiểu, họ cần một sức bật để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. Thông qua hai trận giao hữu với Hồng Kông, Trung Quốc và Syria sẽ giúp ông Chua Dơ gần hơn với các học trò. Nhà cầm quân 68 tuổi sẽ phần nào nắm bắt được tâm lý, những mong muốn từ chính nhóm trụ cột thổ lộ. Yếu tố chuyên môn quan trọng, song sự chuẩn bị về mặt tinh thần cũng không kém. Nhiệm vụ mà ông Chưa Dơ cần làm lúc này là khơi dậy động lực thi đấu cho các sao số, những người đã chạm đến mọi vinh quang có thể dưới triều đại Bắc Hàng Sơ. Một khi cảm hứng đã được tái tạo thì những triết lý của ông thầy người Pháp sẽ theo thời gian thấm nhuần và tư duy của những ngôi sao này. Dù sao thì họ vẫn đang là nhân vật nòng cốt có những siêu năng lực so với các đồng nghiệp mang hy vọng giúp ông Chưa Dơ làm mới đội tuyển Việt Nam bình luận viên quang huy dự đoán đội tuyển việt nam sẽ có chiến thắng hai công trước hồng kông và người ghi bàn sẽ là tiền đạo trẻ văn tùng là cầu thủ trở về và thi đấu sớm nhất trong ba cái tên thi đấu ở nước ngoài quang hải sớm tiếp xúc với triết lý giáo án của huấn luyện viên philip chuzer vị trí mà quang hải sở trường cũng đang là giải pháp còn thiếu mà nhà cầm quân người pháp đang tìm kiếm để gánh vác tuyến giữa với hoàng đức tuấn anh hay những hùng dũng phan văn đức khi trở lại đội tuyển quốc gia những ngày qua, huấn luyện viên Chua Dơ theo dõi dặn dò khá nhiều đối với tiền vệ trở về từ Pau FC. Quang Hải cần thích nghi với lối chơi mà ông đang áp dụng. Cái cách mà Quang Hải thể hiện trong các buổi tập có vẻ khiến huấn luyện viên người Pháp thích thú với các động tác đơn giản mà hiện đại, ít chạm nhưng hiệu quả. Quang Hải cũng là mẫu tiền vệ xoay sở tốt trong phạm vi hẹp, đồng thời đưa ra các quyết định truyền, sút có độ khó và gây bất ngờ cho đối phương trong vùng cấm. Dễ nhận ra huấn luyện viên Chua Dơ thường trao đổi trực tiếp với Quang Hải những yêu cầu ngắn gọn. Đây chắc chắn là lợi thế lớn mà hầu hết các cầu thủ khác không có. Một năm chơi bóng ở Pháp và thời gian ôn ngoại ngữ trước khi cập bến Pau FC không nhiều thì cũng ít tạo ra cho Quang Hải số vốn pháp ngữ cần thiết, ít nhất là thuộc lĩnh vực bóng đá. Trong các buổi tập, chắc chắn tiền vệ này lĩnh hội sớm hơn và đầy đủ hơn đồng đội. Những gì mà huấn luyện viên chưa dơ truyền đạt trước khi gián tiếp tiếp thu từ trợ lý ngôn ngữ. Nếu phát huy được thế mạnh này, trong tương lai gần lẫn xa, Quang Hải có thể là cánh tay nối dài của huấn luyện viên Chua Dơ ở mỗi trận đấu. Vừa lĩnh hội trực tiếp chỉ thị từ huấn luyện viên, vừa truyền đạt thông tin này đến các cầu thủ còn lại. Chờ đợi ở một người như Quang Hải là chờ đợi sự khác biệt ở nhãn quan, ở kinh nghiệm vượt trội. Nói cách khác, chúng ta cần thấy một đẳng cấp mới của Quang Hải trên sân đấu, chứ không phải là kỹ thuật cá nhân tại những buổi tập. Nếu không có bất ngờ, Quang Hải sẽ là thủ lĩnh của đội tuyển dưới thời huấn luyện viên Chua Dơ. Thế nên anh phải quay về đá V-League. cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối bản tin mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại dưới phần bình luận của video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời quý vị cũng đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để có thể không bỏ lỡ bất kỳ video nào đến từ kênh bóng đá hot xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo